Tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng có thể viên mãn thánh đế cổ tập diệt đạo, cũng có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng có thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni. Cũng có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cũng có thể viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng có thể viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng có thể viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Đại Bồ Tát ấy an trụ các Phật Pháp như thế rồi, đối với bậc thánh vô lậu xuất thế, chẳng cùng tất cả thanh văn độc giác, thần thông đều được tự tại, an trụ thần thông thủ thắng như thế rồi. Đại Bồ Tát ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, thường thấy chư Phật hiện tại trong vô biên thế giới khắp mười phương, an ổn trụ trì, vì các hữu tình tuyên thuyết chánh Pháp. Thấy rồi cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, khởi tùy niệm Phật thường không gián đoạn, Đại Bồ Tát ấy dùng thiên nhĩ thanh tịnh, thường nghe chư Phật mười phương thuyết pháp, nghe rồi thọ trì thường chẳng quên mất, vì các hữu tình như thật tuyên thuyết. Đại Bồ Tát ấy dùng trí tha tâm thanh tịnh, có thể trắc lượng đúng tâm tâm sở pháp của chư Phật mười phương, cũng có thể biết đúng tâm tâm sở pháp của tất cả Bồ Tát độc giác thanh văn, cũng có thể biết đúng tâm tâm sở pháp của tất cả hữu tình, tùy theo căn cơ của họ mà vì họ nói chánh pháp. Đại Bồ Tát ấy dùng trí túc chú tùy niệm, biết các loại căn lành đời trước sai khác của các hữu tình, biết rồi phương tiện thị hiện, khuyên bảo, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Đại Bồ Tát ấy dùng trí vô lậu, tùy theo căn cơ an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể mau đầy đủ trí nhất thiết tướng, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân mầu nhiệm, độ vô lượng chúng sanh. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, do tâm lực vô lậu lìa các tướng, có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, viên mãn an nhẫn ba la mật đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác. Hết quyển thứ 376.